Kính chào thầy, con ở ngoài Bắc không có điều kiện tu học nhiều. Các chùa hầu như không có dạy giáo lý. Đa phần con chỉ học online. Con có niềm tin nơi Tam Bảo, tin quả và nghiệp của quả. Quý vị phải nói là tin nghiệp và quả của nghiệp nghe. Thì nó cảm ơn quý thầy rất nhiều. Nhờ có bài giảng của thầy, con càng có niềm tin nơi Tam Bảo vững chắc hơn. Thầy cho con hỏi, con muốn hành thiền phải làm sao khi quá xa không tới trực tiếp được? Cái này là cái bắt buộc nha. Quý vị muốn hành thiền thì quý vị phải khăn gối lên mà đi. Còn khi mình nghĩ là mình ở xa quá thì nó có hai khả năng. Một là mình quá thiếu phước. Ví dụ như nghèo quá, không có tiền mua vé, thiếu phước. Nếu như mình thiếu phước á, thì mình lo mình tạo phước, lo mình dành dụm. Tại vì một cái vé để mà đi tới một cái khóa thiền nào đó nó cũng không quá đắt nếu như mình chịu khó mình dành dụm. Cái thứ hai á, là mình không đủ thấy rằng cái khóa thiền nó quan trọng để mình có thể đi xa như vậy. Mà xin thưa, ngay từ tâm lý ngại xa, tâm lý ngại muốn thuận tiện, thì chính tâm lý đó nó cản trở quý vị trong việc tu học. Do đó, sư không đồng ý hướng dẫn thiền online là như vậy. Quý vị biết là cũng một sự hướng dẫn, nhưng quý vị đi tới trực tiếp á, quý vị sẽ thực hành và đạt được nhiều lợi ích. Nhưng nếu như quý vị chỉ đơn giản học online, quý vị sẽ không có kết quả gì cả. Cũng cùng một câu nói đó thôi nha, cũng cùng một sự hướng dẫn đó thôi. Nhưng nếu như mình chịu khó, mình khăn gói, mình đi tới nơi, mình ngồi xuống, mình thực hành, nó có kết quả. Còn mình ngồi online, mình coi qua cái màn hình á, nó không có kết quả. Cho nên á, là cái đó là cái sự gọi là mầu nhiệm của Pháp. Pháp là để thực hành, mà muốn thực hành phải có sự cung kính, phải có sự tôn kính. Hoặc là sư hỏi quý vị cái này đi nha, tự quý vị trả lời nha. Giả sử như bây giờ á, quý vị có một cái đơn thư quan trọng mà gửi tới một cái vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước á. Theo quý vị là quý vị gọi điện, có số điện thoại đàng hoàng nha, có đăng trên cổng thông tin chính phủ, gọi điện nhờ vị đó trả lời giùm, hay là quý vị sẽ đi tới nơi và xin gặp được người đó để nhờ người đó trả lời, cái nào nó hợp lý hơn? Hình như là mình đi tới nơi mình nhờ xin gặp nó hợp lý hơn ạ. Mặc dù chưa chắc là người ta tiếp mình đâu, nhưng mà hình như nó hợp lý hơn cái chuyện mình có số phone, mình bóc số phone đó mình đi mình gọi người ta. Tại sao vậy? Bởi vì mình thấy cái đối tượng đó là đối tượng đáng được sự tôn trọng. Và cái công việc đó là công việc nó quan trọng. Thì quý vị thấy cái đối tượng đó có đáng tôn trọng hay không, công việc mình có quan trọng hay không, thì mình sẽ có cái cách cư xử phù hợp. Đơn giản vậy thôi.